Quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị quay trở lại kênh Ichimoku Chuyển Phát cũng như là quay trở lại video nhận định thị trường của em Lâm. Trước khi bước vào nội dung chính của ngày hôm nay, mọi người nhớ để lại cho em Lâm những lượt like, lượt đăng ký kênh cũng như là thả giúp cho em Lâm những trái tim trong phần bình luận để tăng cái độ tương tác của video ngày hôm nay anh chị. Trước tiên thì em Lâm đi sơ lược qua phiên giao dịch ngày thứ sáu vừa rồi anh chị. Ngày 19 tháng 7 thì chỉ số VN Index của chúng ta là kết phiên tại vùng 1264.78, giảm 9.66 điểm, tương đương với lại 0.76%. Anh chị có thể thấy rằng là mặc dù là giảm rất là 10 điểm là cũng tương đối rất là nhiều, nhưng mà thực chất là cái biên dao động của thị trường của chúng ta ngày thứ sáu vừa rồi là nó gần 20 điểm anh chị. Thấp nhất là 1260.68 và cao nhất là 1279.94. Về biến động thị trường thì anh chị có thể thấy rằng là 324 mã cổ phiếu đỏ, 126 mã cổ phiếu xanh, 49 mã cổ phiếu giữ ở vùng tham chiếu. Hầu như thì thị trường chúng ta gặp rất là nhiều áp lực. Phiên thứ sáu vừa rồi thì phiên sáng thì thị trường chúng ta có những cái nhịp hồi và hồi rất là tích cực anh chị, hồi lên được cái vùng 1280, nhưng đâu đó về cuối phiên sáng cũng như là áp lực càng ngày càng gia tăng vào đầu phiên chiều thì thị trường của chúng ta giảm điểm rất là nhiều. Sáng thì bắt đầu là thị trường chúng ta được bắt đầu các cái nhóm ngành ngân hàng cũng như là các nhóm ngành của VN30 cũng như là sự lan tỏa dòng tiền hồi từ các nhóm ngành khác đều có anh chị, thì phiên sáng bắt đầu hồi rất là tích cực, nhưng đâu đó dòng tiền năm mới thì chưa xuất hiện, bắt đầu là áp lực từ các cái phiên trước, phiên ngày thứ năm thị trường chúng ta là rung lắc giảm điểm, thì bắt đầu là thị trường bắt đầu tiếp tục gặp những cái áp lực. Và đầu phiên chiều thì hàng của các anh chị nhà đầu tư mua về rồi anh chị bắt đầu là gặp thêm áp lực bán nữa. Chỉ số VN30 thì phiên thứ sáu vừa rồi kết phiên tại vùng 1302.32, giảm 4.06 điểm, tương đương với lại 0.31%. Chỉ số phái sinh thì kết phiên tại vùng 1297.1, giảm 10.6 điểm, tương đương với 0.81%. Phái sinh thì phiên sáng em Lâm cũng như là anh Dứa và Hải đều có livestream hàng ngày vào 9 giờ cho đến 14:45 chiều, thì phiên sáng thì đâu đó cũng hoàn thành cà phê cà pháo cho các anh chị nhà đầu tư chia sẻ trên livestream. Thì sáng thì cũng có bắt các cái nhịp là từ 1305, xong sau đó là 1308 và 1310. Phiên sáng thì phái sinh nó quét lên được 1312 luôn chị, nhưng mà em nghĩ là rất ít anh chị nào mà không được ở vị thế đó. Thì khi mà thị trường rung lắc xuống cái vùng 1305 thì cũng cho anh chị nhà đầu tư chốt, anh chị nào mà nhiều hợp đồng thì cũng chốt trước 1/3 trở lên, còn các anh chị mà ít hợp đồng thì vẫn cần ở những cái vùng biên dưới là 1300. Còn em Long thì kết vào phiên ATC thì em Long cũng có nói là chờ xuống 1295, tại vì thị trường lúc đó thì gặp áp lực rất là nhiều. Cuối phiên thì bắt đầu là chỉ có MB Bank với lại ACB là được dòng tiền ưu ái là tiếp thêm vào để giữ cái sự giảm điểm mạnh của chỉ số VN30 cũng như là chỉ số VN Index của chúng ta, nhưng đâu đó thì không có thêm được cái dòng tiền lan tỏa các cái nhóm ngành khác cũng như là các mã cổ phiếu khác gánh vác phụ hai cái mã cổ phiếu này, thì thị trường của chúng ta gặp áp lực rất là nhiều. Phái sinh thì anh chị nào mà muốn đầu tư cũng như là tìm hiểu thì có thể là tham gia livestream của em Lâm, anh Dứa và Hải vào sáng hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu anh chị. Thì cà phê cà pháo thì chắc chắn là sẽ có cho anh chị một ngày 200-300 ngàn, thì em nghĩ là có, không cần đây nhất là hầu như tất cả anh chị đều có, anh chị có thể là mình tham gia livestream hỏi các anh chị khác nếu mà anh chị không tin tưởng vào những cái chia sẻ của em Lâm. Về tác động thị trường thì chúng ta có MB Bank, Vinhome, ACB, SAB, OCB, TP Bank, MWG, LP Bank, hầu như là tất cả các thuộc nhóm ngành VN30 anh chị vẫn cố gắng duy trì giữ được cái động thái giảm điểm, không cho VN Index của chúng ta giảm sâu hơn. Về tác động tiêu cực của thị trường thì chúng ta có GPR, BID, HVN, Vietcombank, FPT, Techcombank, Bao và PVBank. Nước ngoài thì lại tiếp tục bán ròng là 363 tỷ, mua vào SVT, bán FPT, Vinhome, Techcombank, mua MWG, tự doanh thì gần như là tham chiếu anh chị, bán là bán SHB 88 tỷ, Hòa Phát, mua thì có mua Hòa Phát. Thanh khoản phiên vừa rồi là một cái thanh khoản là cũng tương đối là trung bình chị, không cao anh chị, trung bình 18.500 tỷ. Các nhóm ngành nghề thì chỉ có nhóm ngành viễn thông là vẫn giữ được cái sắc thái xanh thôi, 0.73%. Về VN Index thì anh chị thấy rằng là cái phiên ngày 17 tháng 7 anh chị là mỗi cây chỉnh xuống thì bắt đầu rất nhiều anh chị bắt đáy vô. Thì cái phiên đó là cái phiên trước ngày đáo hạn phái sinh. Em Lâm đều có chia sẻ cho anh chị là đáo hạn
Trước đó vệ sinh thì bắt đầu nó sẽ rất là rung rắc và tín hiệu rất là nhiều. Ngày 18 tháng 8 á, thì là một cái pha rút chân kéo lên rất là đẹp. Nhưng em Lâm cũng sau ngày hôm đó thì em Lâm cũng làm một video cảnh báo anh chị là cái nhịp này là một cái nhịp rung lắc của thị trường cũng như là phục vụ cho đáo hạn phái sinh, nên hai cái nến 17, 18 này nó rất là nhiều, anh chị không chưa phân biệt được. Chúng ta cũng chưa có đủ thông tin để phân tích thêm, và em Lâm đều khuyến nghị là chờ thêm một cái phiên ngày thứ sáu để xem cây nến nó hoạt động như thế nào. Thì ngày thứ sáu thì anh chị thấy là bắt đầu áp lực bán nguyên ngày, dạ, nguyên một cái cây ngày thứ thứ năm thì có rất là nhiều anh chị bắt đáy vào phiên ngày thứ tư cũng như là thứ năm, sáng thứ năm thì bắt đầu là hôm nay là bắt đầu gặp áp lực rất là nhiều. Cái phiên ngày thứ tư thì thứ sáu hàng về chiều á, thì anh chị bắt đáy vô mà bắt đầu gặp áp lực giảm, thì nhiều anh chị tâm lý không vững thì bắt đầu tiếp tục là mình bán ra, và nhiều anh chị thì vẫn giữ được hàng. Anh chị với một số anh chị lướt T0 để trung bình hạ giá vốn thì cũng rất là tuyệt vời anh chị. Và về kịch bản thị trường của chúng ta trong tuần sau á, thì thị trường của chúng ta vẫn có khả năng phục hồi nếu không phá vỡ các cái vùng đáy 1240, đóng đóng cái nến anh chị trong phiên ngày á, thì đâu đó là cuối tháng 7, ngày 26 tháng 7 cho đến 31 tháng 7 là thứ sáu tuần này cũng như là trong tuần sau, thì thị trường của chúng ta sẽ bắt đầu có khả năng phục hồi rất là cao. Còn trước mắt á, trong khung đồ thị nhỏ hơn á, trong khung 15 phút thì phiên ngày thứ hai thì thị trường của chúng ta trong phiên sáng tầm trước 11 giờ thì có khả năng phục hồi, nhưng với điều kiện là phải có dòng tiền tham gia cũng như là sự ủng hộ của nhà đầu tư. Nếu mà mã cổ phiếu nào mà về tới cái vùng mua, anh chị mua thăm dò thôi, thì em nghĩ là thị trường giảm về rất là ít anh chị nhà đầu tư dám tham gia vào thị trường. Nhưng mà chúng ta chỉ là tham khảo về thị trường thôi anh chị, các mã cổ phiếu về vùng mua anh chị vẫn có khả năng tiến hành mua thăm dò thôi nha anh chị. Mình chia vốn mình ra tại thị trường là em Lâm vẫn thấy là khả năng phiên sáng ngày thứ hai thì khả năng thị trường chúng ta phục hồi lên cái vùng 1273 là có, nhưng mà không khách quan lắm, tại vì tin tin không tốt thì anh chị cũng nắm rồi. Cuối tuần vừa rồi thì có tin báo chí đều đăng tin rất là nóng hổi trong nước của chúng ta, cộng thêm là Dow Jones nó giảm gần 500 điểm anh chị, 500 điểm, thì khả năng là phiên sáng ngày thứ hai thì thị trường mở có khả năng là mở một cái gap giảm anh chị, vẫn có khả năng mở một cái gap giảm nhưng mà phải có dòng tiền vô. Thì thị trường của chúng ta trong phiên sáng nếu mà vượt được cái vùng 1273 thì nó mới đỡ anh chị. Nhưng mà cái xác suất này thì em Lâm đánh giá kịch bản nó không cao, tại vì thứ nhất đó là trong khung đồ thị nhỏ thì bắt đầu là trạng thái là đang là trạng thái giảm và đang gặp áp lực khá là nhiều, hai cái giao găm nó chập lại ở phía trên rồi. Trong khung đồ thị giờ thì càng rất là nhiều anh chị, khách sạn thì mặc dù khách sạn trong khung giờ mở ra hết ngày mai vẫn có khả năng là hút giá về lên vùng 1274, nhưng mà về thông tin thì em Lâm nghĩ là nó sẽ mở một cái gap giảm, và khi mở gap giảm rồi á, thì dòng tiền nếu mà dòng tiền chấp nhận tham gia vào á, thì là thị trường rất là khả quan. Mà mở gap giảm thì em nghĩ là nó mất đi cái vùng 1256 này thì nó sẽ giảm khá là nhiều ở phía dưới anh chị, và khi giảm xuống dưới rồi mà không mất vùng 1240 thì thị trường chúng ta rút chân vào phiên chiều hoặc là đóng một cái nến vừa lấp gap đóng một cái nến đó thì nó khả quan hơn. Nhưng mà trong khung đồ thị 4 giờ thì em thấy là phiên sáng á, ngày mai á, thì có khả năng rút khả quan hơn. Bắt đầu phiên chiều anh chị, đây phiên sáng nó khả quan, phiên chiều thì nó càng gần cái vùng mây mỏng thì khả năng nó sẽ bị xuống rất là cao anh chị. Xuống nhiều á, thì dòng tiền tùy vào dòng tiền của thị trường có chấp nhận tham gia vào cái vùng khi mất 1256, mà dòng tiền vẫn không chấp nhận tham gia vùng này. Vùng này thì đã chấp nhận tham gia hai phiên rồi anh chị, nên khi xuống lại cái vùng 1256 này thì em Lâm nghĩ là dòng tiền sẽ không tham gia nữa, và cần những cái nhịp mà sâu hơn thì có khả năng là về gần 1240, thậm chí là 1236 thì dòng tiền mới chấp nhận tham gia. Và khả năng là trong phiên ngày mai thì phiên chiều nó sẽ hồi cao hơn là phiên sáng. Phiên sáng thì có xác suất hồi lên 1272, thì nếu hồi lên đây được thì thị trường chúng ta phải giữ được ở vùng này thì anh chị nhà đầu tư khác cũng bắt đầu giữ hàng. Còn nếu mà phiên sáng mà mở gap giảm thì em nghĩ là giảm khá là sâu thì anh chị mình cũng không tham gia ha anh chị. Sáng mà giữ được á, mà hồi lên á, thì anh chị mình nào mà chưa ra hàng thì anh chị mình cũng nhớ là chốt lời, anh chị nào có lời rồi thì vẫn chốt lời hạ tỷ trọng, chốt 1/2 nếu mà cổ phiếu của anh chị vẫn còn lời, còn 1/2 còn lại thì nâng chặn lại thôi. Còn anh chị nào mà đang lỗ thì nhịp hồi là nhịp để cho anh chị mình cơ cấu. Anh chị sáng ngày thứ sáu thì có nhịp hồi nhưng mà cũng có nhiều anh chị cơ cấu hàng ra, có nhiều anh chị lại không cơ cấu, hy vọng là hồi tiếp thì em Lâm đều có khuyến nghị rồi. Thì ngày thứ hai thì anh chị nhớ anh chị, nếu mà có nhịp hồi là cái nhịp để chúng ta thoát hàng ra, và nếu mà thị trường giảm luôn á, anh chị cũng cân nhắc những cái mã cổ phiếu của anh chị sáng mở ra mà mở giáp kẽm á thì cũng không bán hoang mang anh chị. Nếu mà anh chị mà còn tiền á, thì để ở những cái vùng dưới thì anh chị mình mua trung bình giá trở lên, nhưng mà khi mua trung bình giá thì cũng phải chờ tín hiệu của thị trường của chúng ta.
Còn anh chị nào mà full margin hay là có mượn margin đó, thì sáng mai mà thị trường mở gap giảm á, anh chị nhớ cắt liền, anh chị cắt hết cái phần margin của mình để thị trường giảm, tùy vào cái mã trong cổ, mã cổ phiếu trong danh mục của anh chị thì anh chị sẽ có những cái biện pháp hành động riêng. Mở gap ra mà mã cổ phiếu của anh chị giảm 5 7 điểm rồi thì anh chị nhớ cắt anh chị, để xuống sâu hơn nữa thì anh chị mình có thể tham gia lại, còn tránh trường hợp nó sẽ lỗ nặng. Vi phạm cắt lỗ thì anh chị nên cắt lỗ, nhiều anh chị mà gồng qua cái điểm cắt lỗ sang ngày mai mà mở kép giảm á, nó lững lờ khó giải quyết đúng không anh chị, tại vì 10% mà nó giảm tiếp 3% 4% thì lại về cái vùng cân bằng, cái vùng cô mua của anh chị khác, nên là vi phạm thì anh chị cũng nên cắt, và cái điểm tham gia của anh chị mua cũng phải đúng vào chiến chiến lược của Ichi thì anh em mới là câu lạc bộ mới hỗ trợ tư vấn cho anh chị tốt được, tại vì anh chị mua không đúng cái vùng mua thì rất là khó tư vấn anh chị, lên cũng không lên thì cũng khó, mà giữ ở đây mà thị trường đạp sâu xuống á, đạp sâu xuống ngay cái vùng hỗ trợ thì không khuyên anh chị được, mà anh chị để đó thì anh chị lại sợ, tâm lý lại sợ, tại vì xuống vùng hỗ trợ thị trường thường thông thường nó sẽ bật lên rất là cao 70% anh chị, 70-80%, nhưng thị trường yếu thì tiếp tục nó sẽ phá những cái vùng hỗ trợ đó mà anh chị gồng thêm 3% nữa, tại vì anh chị khác mua ở vùng hỗ trợ 3% thì khi mất cái vùng hỗ trợ 3% á, từ cái vùng hỗ trợ xuống 3% thì anh chị mới cắt lỗ 3-5%, anh chị gồng thêm khoảng đó anh chị cắt thì nó lại không hay anh chị, và cắt ngay cái vùng hỗ trợ thì nó lại cũng không hay, nó rất là lượn lờ anh chị. Còn về danh sách mua thì đây là cái khuyến nghị của em Lâm về thị trường anh chị, thị trường thì khả năng này em Lâm vẫn chưa tham gia, vẫn chưa khuyến nghị anh chị trong nhóm tham gia, vẫn chờ các cái vùng ở dưới anh chị. Được có một may mắn là VN30 của chúng ta cũng như là nhóm ngành sản nhóm ngành ngân hàng thì dòng tiền đang được thu hút vô khá là nhiều, đó là một cái điểm tích cực của thị trường hiện tại anh chị. Và nhóm ngành ngân hàng thì cũng có nhiều góc nhìn là nhóm ngành ngân hàng có khả năng dính sóng, vẫn có khả năng rất là cao anh chị, tại dòng tiền đang là tập trung vào nhóm ngành ngân hàng khá là nhiều, nhưng em thì em vẫn nghiêng về nhóm ngành thép nhiều hơn, nhất là vì nhóm ngành ngân hàng giữ được dòng tiền nhưng mà dòng tiền nó chưa có sự lan tỏa, thì em nghĩ là chưa, khi mà thị trường chúng ta xuống và có tín hiệu phục hồi thì chính thức là nhóm ngành dẫn dắt thị trường chúng ta mới chính thức xuất hiện, và rõ hơn là nhóm ngành ngân hàng hay là cái nhóm ngành khác, em thì em vẫn nghiêng về nhóm ngành thép nhiều hơn vì nó nhẹ mông hơn chị, vốn hóa kéo nó cũng dễ hơn. Thị trường chúng ta thì đợt em chia sẻ thì cũng khá là nhiều, và hiện tại thì nhóm ngành bất động sản thì trong đợt vừa qua thì cũng không khuyến nghị anh chị tham gia những cái mã bắt đáy như là DIG, SEL hay là Novaland. Bây giờ các cái mã cổ phiếu đó SEL thì nó đang giữ ở các cái vùng mà thị trường giảm nhưng mà vẫn chưa phá đáy nên vẫn còn tích cực anh chị, trong khung đồ thị ngắn hạn đó thì bắt đầu vẫn giữ được các cái vùng ở trên, chưa mất cái vùng 16 thì cũng chưa sao anh chị. Thị trường của chúng ta thì nó phải mất cái vùng mà SEL, nó phải mất cái vùng mà trong trung hạn 15.3 thì nó mới xấu anh chị, trong ngắn hạn thì nó ít thì nó vé nến khá là khó nhìn anh chị, cũng khó mà phân biệt được là cái vùng đáy ở trong ngắn hạn trong khung ngày là như thế nào, còn trong khung trung hạn đó, thì nó đang chưa có mất đi vùng đáy chị vẫn giữ được, thì sale thì khá là khả quan, vẫn còn anh chị nào vẫn còn cầm thì mình vẫn cầm được, còn DIG thì đang tiếp tục phá các cái vùng đáy thứ hai mở ra thì anh chị nào cắt thì anh chị nên cắt anh chị, cái tránh trường hợp nó còn rung lắc trong trung hạn thì bắt đầu nó về các cái vùng mây, nó còn những cái vùng hỗ trợ là cái vùng mà 20.11 có khả năng là nó sẽ về cái vùng đó anh chị, dao động trong 20.11 cho đến cái vùng 20.7 thì anh chị mình tránh trường hợp gồng gồng đứt thì nó sẽ gồng xuống rất là nhiều, bắt đáy thì em chưa khuyến nghị anh chị bắt đáy đâu, mã cổ phiếu đứt anh chị nên mình cân nhắc nó đang tiếp tục phá các cái vùng đáy của nó rồi. Và những cái mã cổ phiếu mà đang nằm dưới Novaland cũng vậy anh chị, Novaland bắt đầu phá đáy này, thứ hai mà nó phát mất đi cái vùng mà 11.8 là rất là xấu anh chị, nó tiếp tục xuống các cái vùng dưới đáy của nó trong trung hạn là mất rồi nha anh chị, Novaland không bắt đáy anh chị, đa dạng của nó đã hạn nhưng mà nó đang phá đáy, nó còn tiếp tục được nữa nên anh chị cũng không tham gia vào những cái mã này. NHA là một cái mã cổ phiếu sắp sửa về các cái vùng mua anh chị, NHA thì anh chị có thể là mình tiến hành giải ngân từ anh chị chờ đo ha. NHA thì anh chị cứ về cái vùng 27.8 cho đến cái vùng 25.7 anh chị mình tiến hành giải ngân, trong khoảng vùng này anh chị mua đẹp nhất. Cái vùng mà 26.9 á NHE thì nó về đây 3 lần nữa anh chị, nên khả năng lực cầu ở đây sẽ không còn khi mà NHE nó xuống tới vùng này nữa, nên anh chị có thể tiến hành giải ngân từ 25.7 cho đến 24.8, anh chị chia ra anh chị mình tham gia ha anh chị. NHE thì triển vọng phát triển trong tương lai thì cũng khá là nhiều anh chị, có khả năng quay về đỉnh cũ của năm 2021 anh chị. KDH cũng vậy, KDH thì bắt đầu khi về các cái vùng hỗ trợ anh chị bắt đầu có lực cầu,
Nhưng mà riêng cái lực cầu như vậy thì vẫn gặp áp lực bán, thì KDH nếu mà thị trường tiếp tục mà có những sự rung lắc giảm điểm về thì KDH anh chị bắt ở cái vùng 34.6 anh chị, từ 34.6 vùng này anh chị có thể tiến hành giải ngân mua ít anh chị 30% thôi, rồi nó xuống dưới mà tầm giữa giữa nó mất đi cái vùng 35.5 á là nó sẽ xuống dưới vùng dưới này, có khả năng là nhúng xuống dưới và rút chân lên liền anh chị, nên anh chị mình cũng cân nhắc là mình chia vốn ra và theo dõi quan sát cái mã cổ phiếu này vận động trong cái phiên giao dịch, tại vì nó khả năng nó không quét xuống dưới được. Thì đó là các cái vùng mua của KDH cũng như là nha, để cho chị mình tham gia các cái mã cổ phiếu mà em Lâm để trong cái danh sách là khả năng là nó chạy rất là mạnh. Còn riêng DTD thì khả năng nó sẽ tiếp tục về lại hai anh chị, DTD thì khả năng nó sẽ nhúng về trước mắt là nó sẽ về cái vùng mà 28.2 anh chị có thể là tiến hành giải ngân. Nhưng mà đâu đó nó sẽ về ở dưới nữa anh chị, có khả năng là về lại cái vùng 26 26 cho đến 27. Em thì vẫn canh từ vùng 26 27. Đối với DTD thì em canh ở vùng 27 đến 26 anh chị. Nhóm ngành thép thì Hòa Phát. Hòa Phát đang gặp áp lực bán anh chị. Hòa Phát anh chị canh ở cái vùng 27.27.5. Hòa Phát mà nhúng về 27.6 27.5 anh chị mình có thể giải ngân anh chị, nhưng mà vẫn trừ trường hợp là 27.3 27.3 chứ nó sẽ nhúng xuống đây đến 27.6 anh chị, chia ra anh chị mình tham gia vào mã cổ phiếu này. Đối với Hoa Sen thì em vẫn chờ ở những cái vùng dưới từ 22.5 cho đến cái vùng 22 23 anh chị. Nam Kim cũng vậy, Nam Kim thì đang gặp áp lực bán, Nam Kim không tham gia anh chị. Nam Kim cái vùng này thứ hai thì nó sẽ xuống luôn cái vùng nền dưới đây anh chị. Đó, nó quay lại cái vùng đáy này. Lúc đây thì anh chị có thể tiến hành mình chạy ngân tham gia trước, nắm vị thế 30% đến 50% xem coi nó có tiếp tục chỉnh cái đà tăng không, chỉnh cái đà giảm không chị. Nếu mà nó không chỉnh lại thì mình chờ anh chị, nếu mà nó có nhịp hồi phục lại thì khi nó vượt lại cái này thì anh chị mình lại tiếp tục mình gia tăng thị trọng, và nếu dưới đây thì tham gia 50% thôi. Nên xác suất là nó xuống dưới đây là rất là cao anh chị. VGS VGS thì em vẫn canh những cái vùng ở dưới đây anh chị. Anh chị vẫn chờ ha. Trước mắt VGS mà gặp áp lực giảm cái vùng mất cái vùng 37.7 này là nó sẽ xuống cái vùng dưới đây 33.3 cho đến 34.3, cái vùng đó anh chị có thể mình tiến hành giải ngân được. SMC hồi được một cây thì giảm lại một cây rồi anh chị, vẫn chờ càng gần cái vùng 15.1 càng tốt anh chị. Nên thì có Techcombank, ACB anh chị có thể là mình để trong danh sách theo dõi. Nhưng mà đúng những cái cây ở vượt đỉnh này em không khuyến nghị anh chị, thị trường rung lắc nó xuống là rất là mệt. ACB nó có những cái nhịp rung lắc 23.8 chị, bắt những đây là đẹp nhất. Còn nếu mà thị trường rung lắc nó giữ lại được ở cái vùng mà vùng này chưa đâu anh chị, nó về về cái vùng 24.3 anh chị mới tiến hành giải ngân được, từ 23.8 đến 24.3 đối với ACB anh chị. Techcombank cũng đẹp anh chị. Techcombank thì nó đang tích lũy khá là đẹp. Techcombank thì anh chị cứ canh từ cái vùng mà giải ngân ở cái vùng 23.1 anh chị. Giải ngân ở đây 50% để xem thị trường chúng ta và ni như thế nào, chúng ta sẽ tham khảo thêm anh chị. Khi thị trường mà ni chuẩn lại đà giảm á, bắt đầu là mình mới gia tăng thêm thị trọng còn lại, tránh trường hợp mà thị trường nó lại xuống các cái vùng sâu hơn. MB băng thì đang vượt đỉnh nên chị MB băng thì không tham gia anh chị. MB băng đang tiếp tục các cái vấn đề vượt đỉnh thì bắt đầu càng vượt lên đỉnh thì bắt đầu chốt lời, khi những cái nhịp rung lắc thì chúng ta mới tham gia lại hơn chị. MB băng này hiện tại chưa có cái điểm tham gia được, tính chờ thôi anh chị. BC1 thì cũng đang tích lũy, nhưng mà BC1 thì em thấy là khả năng là nó xuống lại cái vùng 28.3 là rất là cao, em vẫn chờ ở những cái vùng dưới. Đầu tư chứng khoán thì em đều về đúng điểm mua thì em sẽ nắm, tránh trường hợp nắm ngắn hạn tham gia vội vàng thì anh chị lại thị trường rung lắc, mình lại tâm lý mình lại nôm nớp lo sợ rất là mệt anh chị. Về trung hạn thì hầu như các cái mã cổ phiếu mà em Lâm chia sẻ đều là những xu hướng tăng trong trung hạn anh chị, trong ngắn hạn thì vẫn chờ thôi anh chị. Đạm Mau, Đạm Phú Mỹ, Đạm Phú Mỹ thì em không khuyến nghị anh chị tham gia. Đạm Phú Mỹ nó sẽ tiếp tục những cái pha mà giảm nữa anh chị. Đạm Phú Mỹ thì có khả năng là nó sẽ về cái vùng 34.5, về cái vùng này anh chị giải ngân được ha. Cái vùng đó là vùng hỗ trợ trong trung hạn.
Cà Mau, đạt Cà Mau thì phải chờ 35.1. Nhạc NHA thì em có chia sẻ với anh chị rồi. Hà Đô thì cũng phải chờ những cái vùng ở dưới anh chị. Hà Đô là 37.8, anh chị nào nghĩ là không có giá đó thì anh chị có thể tùy anh chị, còn em thì em thấy là sắp xếp biểu đồ là nó vẫn khả năng nó về 37.8, 27.8 cao lắm. BGS thì em cũng chia sẻ rồi. Neon chay EAS, BS thì tiếp tục phá các vùng đất đấy rồi anh chị. Đang giữ được ở cái vùng hỗ trợ trong trung hạn. Cái vùng 10 cái vùng 19 anh chị. BS thì em thấy là chưa, vẫn phải tiếp tục theo theo dõi thôi. BAS thì nếu mà nó không giữ được cái vùng 18 á, nó không giữ được 18 anh chị là nó sẽ tiếp tục rất là rủi ro cao anh chị. MBS rất là khỏe anh chị, cũng chỉ thấy MBS thị trường rung lắc vẫn giữ được. Khi MBS mà nó rung lắc về 33.2 thì anh chị mới tiến hành là mình giải ngân anh chị. Ba ba chấm hai thì mình tiến hành giải ngân 50% thôi anh chị, không nên mua nhiều tránh trường hợp nó về lại cái vùng 30. VDS thì cũng đang rung lắc rồi anh chị, VDS thì vẫn giữ được trên cái vùng 22.75. VDS thì anh chị phải canh những cái nhịp mà nó về 21.93 này anh chị, 22 đây nè, thì anh chị mới tiến hành giải ngân. Nhưng mà VDS thì nếu mà phải chờ nó giữ được cái vùng này anh chị, đóng một cái nến trên đây á, thì ngày hôm sau anh chị thất gia mới an toàn. Còn nếu không á, nó sẽ về lại cái vùng 20.2 anh chị, vẫn chờ cái vùng dưới đây là an toàn nhất. Em thì chờ dưới đây về lại thì em tham gia, còn không được thôi. Ghét thì đang bắt đầu về lại các cái vùng này, nhưng mà em thấy xem vào phiên thứ hai nó có lực cầu vô không anh chị. Nếu mà có lực cầu vô mà nó vượt lại được cái vùng 22.5 này thì đẹp hơn. Còn hiện tại trong xu hướng ngắn hạn thì đang xu hướng giảm anh chị. Hy vọng các cái mã mà em Lâm khuyến nghị anh chị là mang lại nhiều cái thông tin hữu ích anh chị. Còn các cái mã cổ phiếu nào mà anh chị muốn tham gia chưa biết rõ điểm mua điểm bán thì anh chị có thể liên hệ em Lâm thông qua số điện thoại trên màn hình. Em Lâm cũng mà cảm ơn anh chị đã xem hết cái video ngày hôm nay của em Lâm. Chúc anh chị có một ngày chủ nhật vui vẻ cũng như là một tuần giao dịch thành công. Hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo của em Lâm. Chào tạm biệt.